trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra hơn 2.200 vụ cháy, 57 người thiệt mạng, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 127 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy đã tăng hơn 19%. Tăng cường nhiều giải pháp đồng bộ, phòng ngừa cháy nổ. Nội dung tiêu điểm nóng cùng B8 hôm nay. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài và diễn ra trên diện rộng khiến cho các loại vật liệu trở nên khô kiệt, dễ bén lửa. Cùng với đó là việc sử dụng điện tăng cao, nhiều thiết bị hoạt động liên tục nên dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, chập cháy, làm tăng nguy cơ xảy ra hàng loạt vụ cháy nổ. Và đây sẽ là nội dung của tiêu điểm nóng cùng V8 hôm nay. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền. Cảm ơn chị Nguyệt Ánh. Vâng, thưa quý vị, mới đây chỉ trong vòng hơn 2 tháng, riêng tại thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ cháy nghiêm trọng, khiến cho hơn 60 chiếc xe điện du lịch bị thiêu rụi. Thực tế cho thấy nhiều bãi đỗ xe ô tô, xe máy của khách du lịch trong khu vực nội thị của phố cổ đang thiếu trang thiết bị phòng cháy chữa cháy. Và điều này đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ mùa cao điểm nắng nóng. Rạng sáng ngày 26 tháng 7, một vụ cháy xảy ra tại bãi đỗ xe điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện Hội An, làm 21 xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Trước đó không lâu, vào giữa tháng 5, đám cháy lớn với cột khói cao hàng trăm mét kèm nhiều tiếng nổ đã nuốt chửng 40 chiếc xe điện chở khách đang đổ ở nhà xe phía sau ký túc xá trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. Thiệt hại của hai vụ cháy nghiêm trọng này là rất lớn. Cái này nó cũng có liên quan đến nhiều vụ cháy ở Hà Nội vừa rồi, đều từ sắt. Xuất phát từ cái sạc pin. Và cái pin lithium này thì nó có một cái yếu tố là khi mà phát cháy rồi thì không dập tắt được. Mặc dù anh em có bình chữa cháy tại chỗ, có triển khai các biện pháp phòng ngừa, nhưng mà khi cháy thì cháy rất nhanh và cháy rất là triệt để. Hai vụ cháy xảy ra liên tục khiến nhiều tài xế lẫn du khách cảm thấy bất an khi gửi xe ở các bãi đỗ để tham quan Hội An. Hơn nữa, thành phố này hiện có hàng chục bãi đỗ xe, từ xe ô tô đến xe máy rải rác xung quanh khu phố cổ, nhưng lại không có hoặc có rất ít phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy. Với thời tiết nắng nóng cực đoan, nguy cơ cháy nổ tại đây là rất cao. Khi mà gửi xe với những cái bãi đổ xe ở trong khu vực phố cổ thì hầu như chưa thấy một cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nào ở những cái bãi đổ xe này. Điều này nó cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Trên đây chỉ là hai trong số gần 40 vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chỉ từ đầu năm 2024 đến nay. Hàng chục vụ hỏa hoạn liên tục trong một thời gian ngắn đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản, gây bất an cho người dân. Các nguyên nhân mà gây cháy chủ yếu là từ cái ý thức trách nhiệm của con người. Và cộng với cái thời tiết nắng nóng hiện nay thì mọi cái vật dụng và chất cháy đều có thể là phát sinh ra cháy. Chỉ cần sơ suất bất cẩn trong quá trình sử dụng nguồn lửa công nghiệp thì cháy xuất hiện. Và khi đó đám cháy sẽ gây ra cháy lan và cháy lớn, cháy có thể gây hậu quả thiệt hại nghiêm trọng. Bây giờ đang là thời điểm cuối mùa khô ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, hộ gia đình, bãi đỗ, chợ, cơ sở kinh doanh, cháy rừng và cả phương tiện giao thông sẽ rất lớn. Chính vì thế, bên cạnh lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức phòng cháy chữa cháy để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra 2.222 vụ cháy, làm chết 57 người, bị thương 45 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 127 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ cháy tăng hơn 19%, số người chết cũng tăng 14 người, tương đương 32%. Trong số các vụ cháy đã được điều tra làm rõ nguyên nhân, thì cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm tới gần 73%, do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt chiếm hơn 18%. Trở lại với thành phố Hội An, trước những nguy cơ cao về cháy nổ, bắt buộc chính quyền nơi đây phải nhanh chóng đưa ra giải pháp phòng ngừa. Bởi đây là thành phố du lịch nổi tiếng, cần phải có các giải pháp toàn diện để phòng chống cháy nổ tại các bãi đỗ xe, khu phố cổ cũng như trên toàn địa bàn thành phố nói chung. Việc này nhằm đảm bảo cứu hộ kịp thời khi có sự cố xảy ra và cũng góp phần giữ gìn xây dựng thương hiệu về một điểm đến du lịch an toàn, thân thiện đối với du khách gần xa. Vấn đề kỹ thuật thì phải tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị cấp trên để có những cái quy định cũng như có những cái giải pháp làm thế nào đó để đảm bảo an toàn cho các vấn đề phòng cháy nói chung, đặc biệt là phòng cháy trong vấn đề quản lý các cái bãi xe điện như hiện nay. Thực tế ở Quảng Nam cho thấy nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy đã phát huy tốt tác dụng khi có sự cố xảy ra, chẳng hạn như vụ việc 19 người, trong đó có nhiều người già, trẻ em may mắn thoát chết,
khi vụ cháy xảy ra ở huyện Tây Giang. Đó là nhờ việc cứu hộ kịp thời của lực lượng chữa cháy tại chỗ, đặc biệt là tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và trang thiết bị vật tư chữa cháy của điểm chữa cháy cộng đồng. Hai mô hình này đã phát huy tốt hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ để ngăn chặn hỏa hoạn. Nếu mà không có làm tốt trước thì có công tác thành lập cái tổ liên gia cũng như là tổ mà phòng cháy chữa cháy ở cộng đồng đó, thì không thể là xử lý cái tình huống vừa rồi là giải thoát được là 19 nhân khẩu trong 5 hộ gia đình, xử lý tình huống là không để là cái đám cháy nó lây lan diện rộng. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, tình hình cháy nổ diễn ra phức tạp, khó lường là do vẫn còn những tồn tại hạn chế như một số lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình trong công tác phòng ngừa. Một số nơi còn buông lỏng quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm, dẫn đến phát sinh nhiều công trình, cơ sở vi phạm. Đặc biệt quan trọng nhất là cần phải tăng cường nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa vấn nạn nguy hiểm này. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy trên thực tế, nhiều mô hình phòng cháy chữa cháy đã phát huy hiệu quả tốt, trong đó tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy cộng đồng là hai mô hình đã và đang phát huy rất tốt hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ để ngăn chặn hỏa hoạn. Cùng với đó là việc tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm của từng người dân trong cộng đồng mới có thể ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các vụ hỏa hoạn cũng như thiệt hại.